Em Luôn Sai xin kính chào toàn thể các bác các cô chú các anh chị và các bạn những người yêu và đam mê cây hoa trà mi. À, trong cái video ngày hôm nay của em thì à, em giới thiệu đến các bác hai cái cây hoa trà mi phấn hồng cổ đó, và cũng là cái cây uh, đưa lên để giới thiệu và muốn chia sẻ với các bác đó, thì uh, cái cây hoa trà mi phấn hồng cổ thì uh, nó là một cái cây hoa trà mi cổ của việt nam mình và nó nằm trong cái bộ ba tam tuyệt trà đó là bạch hồng thâm uh, bạch cổ vô nhị thâm bát diện và phấn hồng cổ uh, cây phấn hồng cổ này thì là một cây cho cái mặt bông màu phấn hồng uh, có nhị uh, rất là đẹp và cây nở hoa vào tháng riêng uh, tháng giêng của âm lịch. Đó uh, với một cái bản lá là dòng bản lá nhựa xanh bóng rất là đẹp luôn. Đó uh, thì uh, cây phấn âm cổ uh, tác phẩm thứ nhất này uh, giới thiệu với các bác thì uh, cây có cái thông số cây đó là chu vi gốc là 9 xăng uh, cây cao là 70 à uh, tán ngang là 65 đến 70 râm dày. Cây lùn lực uh, dáng cổ rất là đẹp. Đó thì đều là cái cây rất là già rồi ở cây cốt chậu lâu năm cây già củ bệ đã nổi đó, và tán bông đã hoàn thiện thì đây là những cái cây sẵn chơi đó, thì cái cây này thì cũng xin được công khai giá với các bác đó là anh chị nào mà muốn sở hữu cái cây vấn hồng cổ này thì em sẽ giao lưu với cái giá đó là 2 triệu 200k ó và cây không có chậu các bạn đó cây như thế này thì em sẽ bó bậu và gửi cho các bác bởi vì có thêm cái chậu này nó rất là nặng nề ó và cái chậu này của em nguyên cái chậu này của em nó cũng khá là nhiều tiền thêm mấy trăm ngàn nữa đó thì em báo giá là báo giá cây không các bạn báo giá cây không và bao cước ó thì một cái cây mà lùn lực tán cổ dày răm mà tán rất là tròn Thật sự rất là đẹp cây già ó củ bẽ nổi ở cái cây thứ hai giới thiệu các bác thì cũng là một cây uh, trà mi phấn hồng cổ uh, vẫn cũng vẫn là một cái form cây uh, lùn lực uh, tán cổ uh, cây già củ bẽ nổi dày răm tán tròn cây đã hoàn thiện sẵn chơi uh, thì uh, cây này uh, uh, có cái thông số cây đó là uh, chu vi gốc vẫn là 9 uh, tổng cao vẫn là 70 mươi À, tán ngang vẫn là 65 đến 70 à, cây cũng đã hoàn thiện về à, cái củ bệ về cái bông tán à, đây là những cái cây sẵn chơi thì tất cả những cái cây nó cốt chậu lâu năm như này rồi thì các bác chơi nó rất là yên tâm à, không có cần can thiệp quá nhiều trong cái vấn đề trồng mà chăm sóc cũng như cái vấn đề là bắt hoa à, thì những cái cây mà cốt chậu như này thì à, tự nhiên đến mùa thì cây sẽ cho hoa à, nó cũng chơi nó rất là dễ dàng rất là đơn giản à, thì đây là một cái cây phấn hồng cổ thứ hai ó và trong cái video này của em thì em cũng chia sẻ với các bác là hai cái cây hoa trà mi phấn hồng cổ Đó, và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu những cái cây hoa trà mi phấn hồng cổ này thì có thể liên hệ cho em qua cái số điện thoại đó là 0901 789 915 và cũng là cái số zalo của em luôn Đó, và cũng xin được báo giá với các bác cái cây số 2 này Đó, thì em vẫn là báo giá cây không có chậu và bao cước đó là cây này sẽ giao lưu các bác ở cái giá là 1 triệu 800 ngàn Đó, Và em bao cước và uh, bó bọc gửi xe cho các bác Đó đó thì uh, đó là là hai cái cây hoa trà mi phơi đông cổ đó, chia sẻ và, và giao lưu với các bác. đó thì uh, cuối cùng thì cũng xin được cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi, đã quan tâm và đã ủng hộ em trong cái thời gian vừa qua. Ờ, thì bác nào có cái nhu cầu muốn sở hữu à, những cái cây hoa trà mi phấn hồng cổ này thì có thể liên hệ cho em à, theo cái thông tin. Ờ, em xin được nhắn lại đó là số điện thoại của nhà vườn, à, số điện thoại của em đó là 0901789915.